Lời đầu xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Euro trên miền Tổ quốc. Và qua đây xin lời cảm ơn chân thành đến tất cả các quý khách đã tin tưởng một sản phẩm bên em trong suốt năm vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube đang phát triển. Em cảm ơn ở những lời góp ý chân thành cũng là lời động viên của các bác ở kênh YouTube để kênh hoàn thiện. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 2, em xin hân hạnh giới thiệu và tiếp với các bác một chiếc đầu đĩa của Ampeller với model là DVS747A. Ở đây là một chiếc đầu đã được một bác khách ở tỉnh Tuyên Quang đã chuyển đủ tiền đặt mua với giá là 3 triệu đồng và được em bao ship. Hôm nay thì em vệ sinh xong và em làm video test trước khi gửi hàng đi cho bác chủ được biết, cũng như anh em nào mà chưa biết sản phẩm này cũng được chiêm ngưỡng và tham khảo. Thì chiếc đầu này thì được sản xuất năm 2001. Đấy. Nó sở hữu mặt xoay ngang là 42 cm, chiều cao của nó là 9,5 cm và chiều sâu của nó 28 cm. Nó nặng 5,5 kg. Mặt phay nhôm màu vàng gold rất là sang trọng và đẹp mắt. Đấy. Con này chức năng của nó là đọc đĩa CD, đọc đĩa DVD. Đấy. Rất là hoàn hảo. Và nó dùng là con chip là Super Audio đấy ạ. Đấy, cũng rất là nổi tiếng của những dòng mà đời mới bây giờ. Đấy. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để cho bác được thấy ạ. Hình em này thì rất là đẹp. Chỉ có mỗi cái ai cái lúm này con này. Đấy, là ố theo thời gian đây này. Đấy. Nó mạ mà. Đây là mặt Mica này. Có đĩa mặt Mica này, mặt này cũng là Mica hết. Lắp lưng. Cạnh trên đây. Cạnh trên thì còn khá đẹp, chứ còn lắp lưng đây có chày đây này. Đấy, có chày đây. Ở đây nữa. Đây ạ. Model của nó đấy ạ, DVS747A, made in Malaysia, để sản xuất tại Malaysia. Nhưng mà xuất cho thị trường Nhật sử dụng các bác nhá, điện 100V, công suất có 14W. Đấy, đây là năm sản xuất từ 2001 ạ, tháng 10 năm 2001 này. Oxember 10 năm 11. Số máy của nó là AZMP003005JP. Đấy. Có đường quang ra, nhé, đường quang ra này, đường cosan ra này. Rồi là đường đi kết nối cả âm đi đa kênh được, âm đi 5 kênh, đúng nhé. Đấy, các để trong phim này. Đấy. Han là có hai đường analog ra, đường nhạc đấy, nét slide đấy. Đấy. Và đường hình ạ, đường hình cũng hai đường ra. Đấy. Và đây cũng kết nối này. Đấy. Tốt mặt thì là nhiều chức năng đây nữa, kết nối cái gì đây ạ, không sử dụng đến không biết. Đấy. Em chỉ bán chức năng đọc đĩa CD và đọc đĩa DVD thôi ạ. Em này thì diễn đàn quốc tế đánh giá cũng rất là cao em này ạ. Đây ạ, nội thất của em nó thì rất là mới rồi, là linh kiện cao cấp các bạn, kiện cao cấp thôi, như cái con tụ này. Eo la này, móc thì là zin nguyên bản, đọc theo máy. Đây ạ, và con chip xử lý là Super Audio đấy ạ. Đấy. Máy móc thì zin nguyên bản, vẫn đọc zin theo máy. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test cái chức năng là đọc đĩa CD trước, và sau đó em sẽ test chức năng là đọc đĩa DVD để cho các bác được thưởng thức. Thì tất cả đầu bên em bán ra đều phải đọc tốt đĩa, phôi sao chép này, các bác nhé. Đây. Đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng, các bác nhé. Đấy, đã nhận đĩa CD. Đĩa CD để đọc chậm hơn là đĩa DVD nhé.
Bài ngay. Ngừng đây xoay bóng bên dòng nước lũ, cầu cao nghiêng dông bên dòng sông sâu. Dầu vương theo gió xuôi về cuối trời, một vùng đau thương chốn làng cũ quê xưa. Người đi chưa hết hương sâu lữ, hồn theo cánh gió quên tình xa xưa. Tuổi xanh như lá rụng cuối mùa, mộng về đêm khát vương trắng. Chẳng vô tư đâu đây dáng huyền đền duyên xưa bên cầu biên giới. Tôi lặng lẽ dòng đời từ từ trôi, sông lớn xa xôi mây lớn khắp nơi không còn một đôi. Hay là chết bên dòng sông đã lên những đêm xa xao, nhưng đường quá xa vời, hương trời vẫn mê mẩn, đời tôi sao vẫn còn biên giới, lòng tôi sao vẫn mừng nơi đây. Ôi dòng tóc yêu đời, ôi bề mắt tăng trời, đời phóng sương cuối, chỉ là thương nhớ mộng bên.
Buông tay là đọc. Em xin phép được test đĩa DVD để có thưởng thức. Đĩa CD thì đọc con nào nhận bài nhanh, đúng không? Thì em cũng xin test cái đĩa DVD. Thì DVD thì em kết nối với cái TV ở phía đằng trước đấy ạ. Đằng trước này. Nhận ngay. Hóa theo chân ai.
vì